Xin chào bạn, chào mừng bạn quay lại với channel của mình. Trong video của ngày hôm nay mình view bạn một trang web cho bạn là khai thác cái đồng Bitcoin là hoàn toàn miễn phí nhé. Cũng như là cái trang web này hiện tại đang hạ cái min rút xuống rất là nhỏ và trang web này là một cái trang web mà rất là uy tín đấy. Cũng như là mình đã là tham gia và kiếm cái đồng Bitcoin từ cái trang web này khá lâu rồi. Và cái trang web này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái ví điện tử là ví PocetPay nhé. Và đây là cái trang web mình chia sẻ cho bạn là khai thác Bitcoin miễn phí ở cái video ngày hôm nay nhé. Trang web này thì hiện tại mình vào mình check thì thấy cái mà min rút ấy, trước đây là 500 Satoshi. Thì hiện tại mình check thấy nó hạ xuống còn có là 300 Satoshi nhé. Cũng như là cái mà chế độ cho bạn là khai thác miễn phí thì nó chỉ là xem quảng cáo thôi. Và nó nâng lên cái phần thưởng bit nhé. Trước đây thì xem quảng cáo này chỉ được là 1 đến 2 bit thôi. Bây giờ mình vào mình check thì thấy nó lên là 4.3 bit mỗi một lần các bạn xem quảng cáo là 30 giây. Bên dưới đây là 20 giây và tiếp theo càng xuống thì cái giây mà mình xem ấy nó lại càng là nhỏ nhá. Ở đây mình sẽ là đăng xuất ra ngoài, mình hướng dẫn cho bạn là đăng ký cũng là hướng dẫn cho bạn là khai thác quay và các bạn rút được cái quay về ví nhá. Và đây là cái giao diện ban đầu khi bạn bấm lấy link ấy, đường link thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả và bên dưới phần bình luận video mình có ghi cái link nó nổi lên nhá. Các bạn click vào cái phần ba gạch, tiếp theo thì bạn click vào phần đăng ký. Ở đây các bạn sẽ là ghi cái username thì mình ghi liền không ghi cách. Tiếp theo mình sẽ là ghi cái địa chỉ mail và cái mail này thì mình cần phải là kiểm tra kỹ vì hệ thống có nói là cái việc mà mình xác minh mail là bắt buộc nhá. Tiếp theo mình sẽ là ghi mật khẩu thì ở đây có mỗi một dòng mật khẩu, các bạn sẽ là tắt cái ngôn ngữ tiếng Việt, các bạn chuyển sang tiếng Anh thì mình ghi nó không bị đè vào những cái mà có dấu ký tự đặc biệt đấy. Tiếp theo phần giới tính thì bạn nào là nam thì bạn chọn là nam, bạn nào là nữ thì bạn chọn là nữ nhá. Phần địa chỉ ví Bitcoin này thì các bạn sẽ là lấy cho mình cái mã ví Bitcoin ở trên là ví PocetPay. Các bạn đăng nhập vào cái ví PocetPay này, các bạn bấm phần là tiền gửi. Nếu như bạn nào mà chưa có cái ví điện tử là ví PocetPay thì bạn lên kênh mình, các bạn bấm vào cái chỗ mà thẻ danh sách phát. Thì mình có lưu rất nhiều những cái video hướng dẫn tạo ví PocetPay cũng như là hướng dẫn cho bạn là bán được những cái đồng quay trên ví PocetPay để các bạn là chuyển sang tiền ở Việt Nam đồng, các bạn rút về tài khoản ngân hàng nhé. Rồi như vậy lấy mã ví các bạn sẽ bấm phần tiền gửi nhé. Tiếp theo thì cái ví mà Bitcoin bao giờ nó cũng nằm ở trên đầu này, các bạn sẽ là sao chép mã ví Bitcoin nhá. Quay về cái giao diện đăng ký, các bạn sẽ là dán mã ví Bitcoin vào đây. Tiếp theo các bạn sẽ là xác minh cái mã captcha và các bạn bấm đây là đã đọc và đồng ý cái điều khoản của trang web nhá. Rồi các bạn bấm vào đăng ký và sau khi các bạn đăng ký thì hệ thống sẽ gửi cho bạn một cái đường liên kết về cái mail này. Các bạn sẽ là đăng nhập vào cái mail, các bạn tìm là ba nơi nhá. Thứ nhất là hòm thư chính này, thư quảng cáo và thư rác nhá. Các bạn tìm thấy cái đường link ấy mà hệ thống gửi về, các bạn sẽ bấm đấy. Mình đăng nhập lại qua cái đường link đấy là quá trình các bạn xác minh mail này hoàn tất. Thì lúc đấy mình mới là rút được tiền nhá. Như vậy ở đây mình có tài khoản rồi, mình sẽ đăng nhập vào nhá. Các bạn đăng nhập thì bạn ghi là tên người dùng, tức là cái username hay là cái mail đều được nhá. Và đây là cái giao diện bên trong khi mà các bạn đăng nhập vào. Và bên trên này nó sẽ hiện những cái mà số dư các bạn đang kiếm được. Tức là các bạn kiếm được bao nhiêu bit thì nó bằng bấy nhiêu Satoshi nhé. Vì tỷ lệ nó là 1:1. Tức là mình đang có số dư là 1502 bit thì nó sẽ tương đương với là 1502 Satoshi của Bitcoin nhé. Rồi cái đầu tiên các bạn sẽ bấm phần ba gạch. Tiếp theo các bạn bấm vào phần kiếm bit nhé. Trong web này nó kiếm khá đơn giản, nó sẽ có hai cái mục cho bạn kiếm chính. Thứ nhất thì bạn là xem quảng cáo này. Xem quảng cáo này các bạn sẽ là kiếm Satoshi nhé. Và tiếp theo nữa các bạn sẽ bấm vào cái ba gạch này, các bạn bấm lại phần kiếm bit, các bạn bấm cái là vòi nhá, tức là cái cờ nem nhá. Và cái cờ nem này cứ sau 5 phút các bạn sẽ là vào, các bạn yêu cầu là cờ nem một lần sau 5 phút nhá. Ở đây các bạn kéo lên. Như vậy cái cờ nem này các bạn sẽ là xác minh cái mã captcha, bạn bấm đây. Nếu như mà các bạn roi con số nó càng lớn như là trên 9,39 thì các bạn kiếm rất nhiều bit nhá. Như vậy mình roi con số có là 33,154, mình kiếm là 1.46 bit nhá. Và cái vòi này thì các bạn sẽ yêu cầu là khoảng độ là 20 tới là 25 lần. Lúc đấy nó mới mở cái khóa rút tiền cho bạn nhé. Vì mình chơi cũng khá lâu, mình không nhớ rõ là 20 hay là 25 lần mà các bạn yêu cầu về cái vòi này. Thì nó sẽ mở cái khóa rút tiền nhé. Tiếp theo các bạn bấm phần ba gạch, các bạn sẽ là kéo xuống, bạn chọn là xem quảng cáo BTC nhé. Ở đây nó có một cái quảng cáo này. Các bạn có thể là zoom to màn hình, các bạn bấm vào cái dấu X này. Nó sẽ là tắt đi nhé. Rồi ở đây các bạn kéo xuống, bạn sẽ là tiến hành mình xem quảng cáo nhé. Bên trên này thì 30 giây mình sẽ nhận là 4.3 bit. Như vậy mình sẽ là xem một cái 20 giây cho nó nhanh nhé. Các bạn kéo lên hết trang này có bao nhiêu cái thì bạn sẽ là bấm bạn xem hết. Có cái mình xem có là 1 giây nhé, nó khá là nhanh nhé.
Và các bạn xem hết thì hôm sau hệ thống lại cập nhật lại cái nhiệm vụ xem quảng cáo này cho bạn nhé. Như vậy ở đây mình tìm một cái nào dây ngắn mình xem cho nó nhanh nhé. Mình chỉ là hướng dẫn một cái cho bạn xem thôi. Ví dụ mình xem này 20 giây mình nhận được là 3.5 bit. Mình sẽ bấm là chuyến thăm nhé. Ở đây sẽ là chuyển sang một cái tab mới. Các bạn sẽ là cần phải giữ tab này này. Trước tiên thì các bạn cần phải là xác minh mã captcha. Các bạn bấm là confirm nhé. Tiếp theo mình sẽ là giữ tab này trong vòng là 20 giây nhé. Rồi sau khi mà cái quảng cáo nó chạy hết cái dây của nó đấy thì các bạn sẽ là zoom màn hình lên này. Mình cần phải là xác minh một cái hình ảnh đây nhá. Trường hợp mà nó hiện tiếng Anh các bạn không nhìn rõ đó, các bạn có thể là bật cái tiếng Việt lên, các bạn dịch sang tiếng Việt nhá. Nếu như mà bị lỗi tiếng Việt đây các bạn có thể là làm mới lại trang thì nó sẽ là dịch cái tiếng Việt cho mình nhá. Như vậy thì ở đây mình giải thích một chút là các bạn sẽ là bấm vào một cái hình ảnh mà nó khác với những cái hình ảnh còn lại nhá. Ví dụ đây cái ấm nhá, các bạn bấm đây nhá. Xong rồi các bạn để ý này, nó sẽ là duyệt cho mình. Rồi như vậy xong rồi, bây giờ các bạn sẽ là tắt cái tab đi. Các bạn quay về đây ấy, thì mình đã là nhận được cái số Satoshi nhá. Tiếp theo thì mình sẽ là xem thêm một cái nữa. Ví dụ cái này là 10 giây nhá, mình nhận là 1.8 Satoshi nhá. Click vào là chuyến thăm nhá. Ở đây các bạn lại cần phải là xác minh cái mã captcha này. Các bạn bấm vào đây, các bạn click vào là confirm nhá. Mình sẽ là giữ tab này, mình đợi cái số giây bên trên này nó chạy hết nhá. Tiếp theo cái dây này nó vừa chạy xong rồi nó lại hiện một cái hình ảnh lên, mình cần phải là xác minh mã captcha. Ở đây các bạn bấm một cái hình ấy mà nó khác với những cái hình còn lại được. Ví dụ ở đây mình sẽ bấm vào hình cuối này nhá. Rồi như vậy mình đã là làm xong và mình nhận được là 1.8 nhá. Các bạn có thể tắt cái tab quảng cáo đi. Mình quay về lại đây nhá. Cái nào mình xem xong rồi nó sẽ là che đi, còn cái nào mà chưa xem ấy thì nó sẽ hiện đây nhá. Tiếp theo mình sẽ là hướng dẫn cho các bạn là rút tiền nhá. Các bạn bấm lại phần là ba gạch. Các bạn bấm lại phần là kiếm bit nhé. Các bạn bấm lại cái claim này thì sẽ là ra cái giao diện mà cho mình rút tiền nhé. Như vậy đây là cái giao diện cho bạn rút tiền này. Thứ nhất thì cái số bit mà các bạn kiếm được nó sẽ tỷ lệ 1:1, nó tương đương với là 1 bit bằng là 1 Satoshi. Như của mình đang là 1509 bit thì nó tương đương với là 1510 Satoshi nhé. Nhưng mà khi rút tiền thì các bạn là ghi là 1509 nhé. Nếu như mà các bạn ghi là 1510 là nó sẽ báo là số dư không đủ, là do bên trên ấy là cái mà 79 này nó nằm tròn thành là một bit bên dưới nhá. Bạn nào mà khi đăng ký các bạn ép nhầm cái mã ví Bitcoin ấy, thì các bạn sẽ bấm vào phần là cài đặt này, nó sẽ đưa các bạn đến cái giao diện cho bạn là thay đổi lại cái địa chỉ ví rút tiền nhá. Thì các bạn sẽ là copy lại cái mã ví Bitcoin trên ví PosetPay các bạn dán vào nhá. Ở đây mình sẽ là bấm vào rút, mình sẽ là tiến hành hướng dẫn cho bạn rút tiền. Cái phương thức mà thanh toán ấy các bạn để nguyên cho mình là ví PosetPay. Tiếp theo các bạn bấm phần rút nhé. Trước đây thì cái min rút nó là 500 Satoshi và hiện tại hôm nay mình đăng nhập vào thì thấy là cái min này nó hạ xuống còn có là 300 Satoshi nhé. Min khá là nhỏ nhé. Các bạn sẽ là nhập cái số bit thì mình đang có ở đây. Chẳng hạn như của mình đang có là 1509 nhé. Mình sẽ nhập đây 1509 này. 1509. Thì nó tương đương với là 1509 Satoshi. Và nếu như các bạn có đúng cái min của nó là 300 thì các bạn ghi đây là 300 nhé. 300. Rồi như vậy các bạn sẽ là nhập cái min là 300 là nếu như mà các bạn rút mà vừa đúng cái min này đấy. Còn ở đây mình rút với cái số mình đang có 1509. Rồi như vậy mình nhập xong cái số lượng, mình bấm là rút nhá. Trang này rất là uy tín nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Như vậy mình đã là rút tiền thành công. Tiếp theo thì các bạn có thể vào lại phần ba gạch này, các bạn bấm phần là hơn này, các bạn kéo lên đây, các bạn bấm phần là lịch sử rút tiền nhá. Ở đây các bạn zoom cái quảng cáo lên, các bạn có thể là tắt cái quảng cáo mà có dấu X này. Đó mình tắt đi nhá. Mình kéo lên mình kiểm tra là cái lịch sử nhá. Như đây là toàn bộ những cái lịch sử mình rút tiền này. Trong cái này thì các bạn rút ấy nó không thanh toán ngay mà nó rất là uy tín đấy. Lần nào mình rút thì nó cũng trả cho mình nhá. Đây các bạn nhìn thấy là có lần mình rút 5.000 Satoshi, có lần rút là 42.000 nhá, có lần rút là 62.000 nhá. Và trong web này thì mình rút khá nhiều. Bên dưới này là nó thống kê những cái lần mình rút tiền ấy thì 197 lượt là mình rút tiền từ cái trong web này và nó tương đương với là 0.0035 BTC nhá. Như vậy cái trang này rất là uy tín đấy, nên là cái việc rút tiền thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Cũng như là các bạn lưu ý cho mình là đối với cái claim là cái vòi này là các bạn thực hiện là 20 hay là 25 lần thì nó sẽ mở cái khóa này cho bạn là rút tiền nhá. Mỗi lần mà xuất hiện này các bạn bấm vào cái dấu X ấy, nó tắt đi. Ở đây các bạn kéo lên này. Như vậy đối với cái claim này các bạn chỉ là xác minh mỗi mã captcha này. Các bạn bấm đây là mình cuộn cái vòi này, tức là các bạn roi con số càng cao thì mình sẽ được cái số bit càng lớn. Lần này mình được là 1.46 bit nhá.
Tiếp theo bạn nào mà muốn lấy liên kết để cho bạn giới thiệu bạn bè, các bạn bấm vào phần kiếm bit này, các bạn kéo lên thì các bạn cũng nhìn thấy cái liên kết ấy, nó nằm ngay trên nhá, để cho bạn sao chép nhá. Đây các bạn kéo lên một chút nhá. Đây là cái liên kết giới thiệu của các bạn, thì các bạn sẽ là sao chép cái đường liên kết này, các bạn mang đi là giới thiệu bạn bè nhá. Và trong quét này nó có cuộc thi mà giới thiệu hàng tuần, hàng tháng đây. Hiện tại là bây giờ là sẽ có hai cuộc thi, thứ nhất là cuộc thi mà giới thiệu và cuộc thi là làm khảo sát nhá. Thì bạn nào biết làm khảo sát các bạn cũng có thể là tham gia cái cuộc thi mà làm khảo sát này để các bạn là kiếm cái bit mà người ta tặng trong cái cuộc thi nhá. Và như vậy mình đã là chia sẻ cho bạn một cái trang web cho bạn là kiếm được cái Satoshi đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ mình sẽ là chuyển sang cái phần là quay random trúng thưởng cho bạn ở cái video trước nhá. Và nếu như đây là lần đầu tiên mà các bạn biết tới kênh mình thì các bạn bấm đăng ký kênh mình nhá. Và các bạn bấm một quả chuông rồi nhá, các bạn chọn là nhận tất cả cái thông báo nhá. Thì khi mình đăng tải video là mình cập nhật một cái kèo Airdrop lên thì các bạn đều có chuông thông báo để bạn xem và biết được. Còn bây giờ mình quay thưởng cho bạn ở cái video trước nhé. Chúc mừng bạn đầu tiên là bạn là Minh Tính Huỳnh nhé. Chúc mừng bạn nhé. Bạn thứ hai là bạn là Hùng Bùi nhá. Video sau sẽ trúng. Chúc mừng bạn nhá. Bạn đã là trúng thưởng nhá, thì hai bạn liên hệ mình qua Zalo để bạn nhận thưởng nhá. Và các bạn xem video của mình thì các bạn để lại cái lượt comment bên dưới cái video đấy, thì cứ cái video sau mình lại là lấy ra cái lượt comment ở cái video trước, mình sẽ là quay random là mình tặng thưởng. Và mình sẽ là tặng cái đồng tiền điện tử là đồng TRX nhá. Thì các bạn là trúng cái event, các bạn sẽ là liên hệ mình qua Zalo và các bạn sẽ là gửi cho mình cái mã ví TRX để các bạn nhận thưởng nhá. Và video mình xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.